họ khi bước đến giải đấu này, và chúng ta đang đến với một trận đấu tiếp theo nữa, khi mà một đương kim vô địch nha, Team Kiso đương kim vô địch của hệ thống giải đấu châu Âu. Trong khi đó thì J-Team là hạt giống số, hình như tôi nhớ không nhầm là số 2 phải, hay là số 3 gì tôi quên mất rồi, hình như số 3, hạt giống số 3 của đại diện Trung Quốc thôi. Và để xem họ sẽ làm được gì trên hệ thống số 3 của Trung Quốc. Chúng ta thấy rằng Team Kiso họ đang cấm đi, nhắm rất nhiều vào Berry. Hợp lý mà thôi, Berry có màn trình diện rất tuyệt vời ở giai đoạn trước đây. Còn trong khi đó thì J-Team cũng đã chứng tỏ rằng họ đã nghiên cứu rất kỹ với Team Kiso khi mà họ đã cấm đi con Sen của Acolyte không được trên. Con Sen mà theo thông tin của bình luận viên Trí Hoa đã chia sẻ trong bảng phân tích, đó là con Sen có được tỷ lệ thắng 100%, và thậm chí là có cả một cái Pentakill nữa, Pentakill dành cho Sen trong tay của Acolyte. Thực sự là cô bài rất nên cấm. Wow. Và như vậy là đồng nghĩa là với 6 lực cấm như thế này sẽ hở ra con Jayce. Jayce chắc chắn thì Kiso sẽ phải lấy, bởi vì con Jayce nằm tay của Pan đã thực sự là một nỗi ác mộng của vòng play-in khi mà anh ta đã có được một cái Pentakill với một bài Jayce này. Khá là khó để cho Team Kiso cấm chọn được với những đại diện Trung Quốc. Nếu như bạn bị đối phương ép chọn như thế này thì đồng nghĩa với việc là J-Team họ đang là đội dẫn trước ở trong lực cấm và chọn. Lee Sin là lực chọn dành cho Cherry. Đúng là đây là chất tướng mà anh ta sử dụng nhiều nhất ở vòng play-in. Nhưng mà nếu như là chọn Lee Sin sớm như thế này, đối phương vẫn còn Kha'Zix. Và Kha'Zix là một con tướng hoàn toàn áp đảo được Lee Sin ở giai đoạn về sau của trận đấu. Nhưng có lẽ là Cherry vẫn đang có được sự tự tin nhất định của bài Lee Sin này. Hai lần anh ta sử dụng con bài Lee Sin ở trong vòng khởi động, và đó là hai chiến thắng dành cho Cherry cùng với J-Team. Như vậy thì tỷ lệ thắng với Lee Sin ở trong tay của Cherry ở thời điểm hiện tại vẫn là 100%. Đó là rất tự tin, đó là Cherry ngay lập tức chọn Lee Sin sự lựa chọn đầu tiên. Đối ngược lại bên phía của Team Kiso, họ đã có được Thresh và Zig. Như vậy là lộ ra cặp đôi điên rồng khá sớm đến từ đại diện của khu vực châu Âu mở rộng. Có vẻ như họ đang muốn tập trung những lực cấm tiếp theo của mình cũng vào cái vị trí được rồng của J-Team luôn. Đó là lý do tại sao mà họ phải cấm nhiều vị tướng xạ thủ như vậy, và họ chọn trước cặp đôi đường rồng của mình để hạn chế tối đa nhất cái sự lựa chọn của J-Team. J-Team cũng khá là khôn ngoan, họ nhìn ra chuyện này và họ ngay lập tức chọn cho mình đó là Senna để backup cho cái trường hợp mà đối phương sẽ tiếp tục cấm đi cái đường rồng của họ. Để mà kết hợp với lại Senna thì vẫn còn đó khá là nhiều sự lựa chọn. Ragaz vẫn còn đó, Ragaz là một sự lựa chọn mà tương đối là hợp lý. Nasus thậm chí là vẫn còn có thể sử dụng được. Nasus thêm cả Galio nữa. Bây giờ vấn đề là bên phía của Team Kiso họ sẽ để cho J-Team sử dụng con bài gì để kết hợp với Senna của vùng đường rồng đây. Tuy nhiên thì Ragaz lẫn Galio vẫn Nasus đều không ở trên bảng cấm. Và thay vào đó thì Team Kiso họ quyết định là cấm vào ở khu vực đường đơn của đối thủ. Akali đã bị cấm đi. Và như vậy thì sẽ hở ra rất là nhiều sự lựa chọn để cho J-Team có thể nghĩ đến ở khu vực đường rồng để có thể kết hợp với quân bài Senna này. Hai lực cấm cuối cùng của J-Team cũng đã có, đó là Olaf cùng với Kha'Zix, hai lực cấm vào thẳng hợp những quân bài đi rừng mà Andres có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì Andres vẫn còn một quân bài khác nha, đó là con Jax. Và như đã nói trước đó, như đã phân tích ở trong bài phân tích, thì Andres đang là người đi đường có tỷ lệ cướp mục tiêu thành công nhiều nhất tại khu vực châu Âu mở rộng, và có lẽ là trên thế giới luôn. Do đó là tôi nghĩ là trong ván thi đấu này thì J-Team nên hạn chế tối đa những quân bài có khả năng cơ động, có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh mà Andres có thể nghĩ đến. Thì Zig là một sự lựa chọn cấm hợp lý. Tuy nhiên Ragaz vẫn còn con rắc có thể dùng nhảy và nền để tiếp cận mục tiêu cũng là rất nhanh nữa. Ragaz đã được chọn. Hai cái lượt cấm vừa rồi của Team Kiso tôi nghĩ nó hơi phí á. Bởi vì nếu như là tôi sẽ dành một trong hai lượt cấm đây là cấm Ragaz. Con Ragaz là một con tướng nó rất kinh dị ở trong tay bất kỳ một người chơi Trung Quốc nào. Và bây giờ J-Team đang có một cái bộ khung mà tôi nghĩ rằng họ rất hài lòng để có thể đánh nhau sớm. Với Ragaz, Riven cùng với lại Lee Sin, đây là những con tướng cần có rất là nhiều kỹ năng nha. Nhưng mà đối với một đội tuyển, với những cá nhân như J-Team thì tôi nghĩ mà vận dụng hoàn hảo những vị tướng này không phải là một điều quá khó. Varus được chọn đồng nghĩa việc Zig này không phải là Zig đường dưới. Như vậy là Zig này sẽ là Zig đường giữa. Dạo này Zig đường giữa thật ra cũng quay trở lại một vài trận. Nhưng mà đúng như anh Việt hồi nãy nói ở trong cặp trận đầu tiên mà tôi với Việt bình luận, tôi nghĩ Zig đường dưới vẫn mạnh hơn so với gì mà nó có thể đem lại được giữa. Zig đường giữa trận này có lẽ là sẽ hơi nguy hiểm dành cho Vitos khi mà phía bên kia đang có quá nhiều chất tướng cơ động có thể bắt vào quân bài này ở ngay giai đoạn đầu trận, đó là Lee Sin, đó là Riven. Đúng vậy. Và sự lựa chọn cuối cùng của Team Kiso như vậy sẽ không phải là Jax. Tuy nhiên đó là một quân bài khác cũng có khả năng tiếp cận mục tiêu từ xa cũng là khá tốt, đó là Vi. Chỉ khác một cái là Vi quân bài dùng sát thương một đơn mục tiêu là khá mạnh, nhưng xét về giao tranh tổng thì Jax sẽ là mạnh hơn.
chúng ta sẽ cùng chờ xem Andres chúng ta sử dụng quân bài V này tốt đến mức nào ở trong vài thi đấu này. Wow, chúng ta đang có một cái bộ khung 4 đấu sĩ mà đây là một cái chiến thuật mà những đội Hàn Quốc rất hay sử dụng. Đặc biệt là Roster White, họ rất thích đánh một cái đội hình mà 4 đấu sĩ và một con tướng theo dạng là vừa ghi đam vừa hỗ trợ được ở trên toàn bản đồ. Và đây, ở đây là con Senna. Bình thường họ sẽ đánh thêm cả có những con tướng khác như là Lux chẳng hạn. Nhưng mà đây là Senna. Và Senna sẽ là hỗ trợ cho 4 con tướng đấu sĩ này. Thường là bạn đánh đội hình 4 đấu sĩ này, giai đoạn mạnh nhất của bạn sẽ vào tầm phút thứ 12 trở đi. 12 đến 18 là những khoảng thời gian mà nó rất khủng khiếp dành cho bất kỳ một ai phải chạm mặt những 4 con tướng đấu sĩ lúc đó vừa có đồ, vừa có cấp độ 9, tức là chiêu cuối của bạn lên được cấp độ 2 rồi. Thì lúc đó là sức mạnh áp đảo đến từ đội hình đấu sĩ. Bên phía bên kia là có một đội hình đè đường khá mạnh vào khoảng thời gian bạn đọc, và rất là một con tướng tốt để đè đường. Và thêm cả Zeke nữa, những con tướng có sải tay dài. Và chúng ta sẽ xem thử xem là Tikeso họ sử dụng giai đoạn đi đường của họ để có thể đi vào vị trí của các chất tướng gọi là yếu hơn giai đoạn đi đường ở trong đội hình của dây team như thế nào. Nếu như họ làm tốt thì có lẽ là họ sẽ vẫn có thể đánh tốt vào giai đoạn sau. Nếu như họ làm không tốt thì hơi khó. Một lời nhắn của tôi dành cho Minh Nghi ở ngoài các bạn xem ngoài kia là các bạn mà trọng tài đứng sau lưng team Keso nhìn rất là quen nha. Chắc chắn là Minh Nghi cũng quen người này. Rồi, chúng ta hãy quay trở lại với team Keso và J-Team. Ở trong ván thi đấu đầu tiên, như vậy là J-Team là hạng giống số 4. Xin lỗi các bạn, hồi nãy mình đã nhớ nhầm một chút xíu vị trí thứ hạng của họ. Như một thói quen thôi, khi mà đối đầu với những vị tướng tay dài đứng giữa thì những vị tướng tay ngắn bắt buộc phải kêu đồng đội mình ra và hỗ trợ dọn cái đợt lính đầu tiên. Rồi, sau đó thì J-Team đang di chuyển với 3 người xuống nửa dưới của bản đồ, và cặp đôi đường rồng của team Keso đang muốn đón đầu. Và Metanode đang lộ sai đây, có sự hỗ trợ của xạ thủ của anh ta nữa để có thể chặn đường về bên phía đối phương nhiều nhất có thể. Trong khi đó cũng vừa được trên, đây là kẻ đối đầu giữa Chase cùng với Riven. Đây là bộ trang phục Chase kẻ phản diện, một trong những bộ trang phục vừa mới được ra mắt, và là bộ trang phục rất đẹp. Lưỡi hai xoay được sử dụng chính xác từ vị trí của Metanode. Mọi thứ đang dừng lại ở mức độ trao đổi chiêu thức mà thôi, vẫn chưa có nhiều lợi thế lắm dành cho bên nào cả. Ui, chúng ta thấy rằng sau khi mà ra đường giữa thì sẽ có một vấn đề, cặp đôi đường dưới thường sẽ bị thọt. Nhưng mà rõ ràng J-Team đã đẩy đường khá tốt, và của quê lính đầu tiên của họ vẫn có cấp độ 2 mà không bị lỗ quá nhiều máu. Không quá nhiều máu bị mất đi đến từ cặp đôi đi đường rồng của J-Team. Và họ còn sở hữu khả năng hồi phục đến từ cả hai quân bài Senna cùng với Ragas nữa. Khả năng trụ đường của J-Team chắc chắn là rất tốt. Từ nãy đến giờ khả năng đi đường của team Keso thì lại không tốt như vậy. Rõ ràng là khoan đã đều pha tốc biến lên. Và đó là pha tốc biến ngược về đến từ vị trí của Hakolai. Né được cung sáu âm đó, rất may mắn. Không, đó không thể là né nha. Cái sự bào chữa của anh Việt muộn màng rồi dành cho đi. Như đây là pha lăn bụng hai người rất đẹp. Pha trỗi hồn được ba người cũng đẹp không kém. Nhưng khoan, bên phía bên kia Varus vẫn còn sống. Và đó là tính đam sai đến từ cặp đôi đường rồng của J-Team. Họ quay trở lại chỉ để làm chuyện này hay sao? Thiêu đốt được sử dụng đến từ Van Skeeta đã di chuyển ra khu vực đường rồng rất nhanh tay để gỡ lại tỷ số về điểm hạ gục là 1-1. Rồi, Cherry vẫn đang có mặt ở trong sâu phần rừng của đối phương với một Lee Sin của mình, với sự hỗ trợ của Đo 128 đang muốn cướp đi con cốc này. Có lẽ họ sẽ cướp được cốc mà thôi. Tuy nhiên thì con bùa xanh này nếu muốn ăn thêm thì có lẽ hơi khó. Bây giờ họ sẽ phải lùi về. Có một điểm thú vị, tức là khi mà ta theo dõi Cherry, anh ta sử dụng Lee Sin ở trong giải đấu quốc nội của J-Team, đó là WRL á, thì không biết nói như thế nào. Nói chung là những màn trình diễn Lee Sin của anh ta rất là giải trí. Giải trí à? Ừ, không phải là anh ta đánh không hay nha, anh ta đánh rất hay, nhưng nó vẫn rất giàu tính giải trí thực sự như vậy. Vừa rồi là một tình huống đôi nét giải trí rồi đó. Tôi không biết là Cherry sẽ cung cấp cho tôi bao nhiêu sự vui vẻ trong cái trận đấu này, giờ này cũng hơi trầm cảm một chút. Andres cùng với Akolai đang nhắm lên khu vực đường trên. Akolai rõ ràng với chức tướng này anh ta phải đè đường, nhưng mà lượng lính của anh ta hình như đang hơi thua. Anh ta đang thua tiền so với lại Đo 128 một chút. Và đây là bộ trang phục hình như là mới nhất của Jay luôn. À, trang phục mà tôi quên mất tên rồi. Jay kẻ phản diện. Kẻ phản diện, đây là trang phục mà tôi thích nhất của Jay. Rất là đẹp. Rồi, trong khi đó thì lính đang được cặp đôi đường rồng của J-Team đóng bằng 1/3 trước trụ của họ. Và rất khó cho cặp đôi đường rồng bên phía team Keso có thể tiến lên nhìn mặt lính và farm lính. Như vậy thì mặc dù là đang cầm cho mình một cặp đôi đi đường khá mạnh, đó là Varus cùng với Thresh. Tuy nhiên thì cái áp lực của team Keso tạo ra của đường rồng lại không có một chút nào cả. Ngược lại J-Team, cặp đôi đường rồng của họ mới đang là bên chủ động ở trong giai đoạn đầu và thi đấu này. Cherry, hãy làm một cái gì đó giải trí xem nào. Cái này khá là hay chứ không phải hơi giải trí xíu nào cả. Xoay kiếm, một bộ chiêu cuối tốc biến rất nhanh chóng đến từ Vegas.
và anh ta tạm thời vẫn đang còn sống, quay ngược trở lại. Nắm đấm công lý được sử dụng, Andres đang đấm đứt đầu mặt đối phương, nhưng ta vẫn chưa giết được bất kỳ ai cả. Cherry có một điểm hạ gục và quy chính xác vào người đối phương, double kill. Lần này Cherry không mắc bất kỳ một sai lầm nào cả. Tại sao? Tại sao meta người ta lại tiến lên cao như vậy và để cho đối phương cũng quăng thùng rũ nổ quá dễ? Chưa gì đã quăng rồi. Ba thành viên nhỉ? Ba thành viên của Team Keso vừa có pha thi đấu quăng game cực mạnh. Ở khu vực đường rồng thì đó là Metanod với một pha lỗi vị trí. Còn khu vực đường giữa đó là một tình huống mà Andres người ta lao vào mà không tính toán đến lượng máu như lượng mana của người đi đường giữa của mình, và khiến cho cả hai đều bị hạ gục. Và như đã nói trước đó thì Zeke là một con bài ở thời điểm đầu trận rất dễ bị tấn công bởi những chất tướng cơ động từ phía đối phương. Và đây một tình huống dồn sát thương thôi. Zeke sắp chết, suýt chết, hết mana, hết máu. Nhưng Andres vẫn rất chủ quan quyết định lao vào. Anh ta không đổi lại được điều gì cả. Anh ta không lấy được mà hạ gục nào. Đổi lại thì anh ta bị hạ gục. Hai điểm hạ gục rất ngon dành cho City Team. Đó một kill cho Lee Sin. Đây là cái pha mà tôi rất thắc mắc luôn. Tôi không hiểu rằng Metanaute anh ta tính làm gì ở trong tình huống này khi mà xạ thủ của ta đã bắt đầu lùi về được rồi. Đây là một cái động, đây một cái biểu cảm mà tôi nghĩ rằng anh ta cũng đang hơi thất vọng về cái pha xử lý vừa rồi của bản thân. Anh ta tiến lên rất là cao và để cho DY anh ta có một cái tình huống ném thùng rượu nổ nó quá là dễ. Đổi đường rồi, bắt đầu đổi đường. Nhưng đây là một cái bước đổi đường nó khá là lạ. Khi mà họ đổi cặp đôi đường rồng của mình không phải ra đường giữa nha, mà họ đổi thẳng cặp đôi đường rồng của mình lên khu vực đường trên. Họ đang muốn ngăn đi cái tốc độ farm của cái con quái vật mang tên Revenge này. Và điều này thì nó khiến cho City rất dễ dàng đoán được ý định của mình phía Team Keso là đang muốn kiểm soát con sứ giả cây nước. Và Cherry của với DY đang đánh rất sâu ở trong phần rừng bên phía đối phương. DY đang có được sự tự tin của mình, sử dụng một cú lăn thùng rượu thôi. Vezos ngay lập tức mất đi 1/5 lượng máu của mình. Thế kiếm soát thời điểm này chắc chắn là sẽ thuộc về cho bên phía của J Team thôi. Người đi đường của họ đang rất xanh xao. Cherry đang có được một KDA là 2-0 và đang kiểm soát con sứ giả khai nước này. Team Keso đang muốn đánh nhưng đội hình của họ đang bị chia hai. Acolyte chưa có được sự tập trung với đội hình của mình. Án tử được kéo chính xác, siêu bom địa ngục được quăng vào, không có quá nhiều áp lực ở đây. Hắc ám sao rọi cũng đã được sử dụng bên phía của J Team. J Team đã ăn thành công được con sứ giả khe nước và bây giờ có lẽ họ sẽ quay trở lại ngược lại đánh hay chăng. Sóng âm được đá chính xác bởi Cherry chưa vội đu vào. Metanode chỉ còn một chấm máu mà thôi, anh ta đã bỏ chạy. Lăn bụng không chính xác từ vị trí của DY và Andres có thể lùi về được. Sứ giả khe nước được thả luôn ở khu vực đường giữa. J Team đang muốn đánh Snowball trận thi đấu này một cách nhanh nhất có thể. Sứ giả khe nước đã giúp cho J Team có được trụ đầu tiên trong ván thi đấu này. Mọi thứ đang diễn ra khá trơn tru dành cho hạt giống số 4 của khu vực Trung Quốc. Tốc độ Snowball với một đội hình đấu sĩ như thế này là rất là tuyệt vời. Thường ở đội hình đấu sĩ bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để farm, để có được những chỉ số tiền và đặc biệt là đẩy trụ. Bởi vì với những chất tướng tay ngắn thế này lấy trụ rất là khó. Nhưng mà rõ ràng J Team vẫn biết cách để có thể đè được khoảng thời gian ban đầu so với bên phía bên kia. Đặc biệt là pha tấn công tốt của Cherry để giúp cho Pan mở ra, hy vọng cho họ lấy được cái trụ đường giữa. Khoan đã đều pha tấn công khác, khu vực đường dưới phản công khá hay. Và đây là một pha tấn công sai lầm của DY. Và DY đã phải nằm lại và lực lượng phòng thủ của J Team vì vậy cũng sẽ mỏng đi. Tuy nhiên thì dù sao họ cũng đã ngăn cản được đà tiến công của Team Keso vào cái trụ khu vực đường rồng của họ. Bây giờ là con rồng nước. Con rồng nước thời điểm hiện tại chưa gặp bất kỳ một pha kiểm soát nào cả. Cherry đã tìm về vị trí của Vezos. Đã sống mầm là không chính xác. Vezos vẫn có thể thoát đi được. Nhưng Vezos bây giờ hết mana. Vezos sẽ phải biến về nhà. Nhưng J Team vẫn không lợi dụng cơ hội này để có thể kiểm soát con rồng nước. Cherry sẽ về để có thể có lẽ là lên trang bị và hồi lại một chút lượng máu của mình nữa. Sau đó thì họ mới tiến ra để có thể kiểm soát mục tiêu này. Lối chơi cũng khá là chắc cũ đến từ J Team. Acolyte 5.200 tiền búa tiến công, bên phía bên kia thì lên cho mình búa rìu sát thân và nó quay trở về cái kèo 1-1 cơ bản. Mà lúc này thì Jay đã không còn hơn tiền so với là Revenge, đồng nghĩa việc là anh ta mới đang là người bất lợi rất là nhiều, không hề có tầm nhìn, đi thẳng vào rừng bắt một người và Metanaute lại tiếp tục nằm xuống lần thứ hai trong ván thi đấu này. Thậm chí là bây giờ mà Choi Cat tiến ra đây để làm bất kỳ điều gì đó anh ta cũng sẽ bị bắt lại. Senna cùng với Garen đang ngăn cản đà tiến ra hàng rồng của anh ta. Trong khi đó thì Cherry rất thoải mái hàng rồng một mình. Và có lẽ là anh ta sẽ kiểm soát thành công con rồng này khi mà người đi đường của bên phía Team Keso đó là Andres đã hướng lên nửa trên của bản đồ. Họ muốn đổi lại lấy cái trụ đường trên bên phía đối phương. Nhưng J Team cũng rất nhanh, họ hướng xuống nửa dưới để lấy trụ. Và nếu như đổi một trụ đường trên để lấy một trụ đường dưới và lấy luôn cả con rồng như này, chắc chắn là J Team họ lại. Bạn hãy để ý một điều nhỏ thôi, nhưng chắc chắn là với đội hình đấu sĩ bạn sẽ cầm tàn phá hủy diệt. Và cái tàn phá hủy diệt này đó là lý do tại sao J-Team liên tục lấy được nhiều trụ đến như vậy, với một cái vận tốc nhanh đến như thế. Trong khi đó ta đang thêm pha cướp bùa xanh của DY. Anh ta đâu có hút trợ.
Và anh ta lại có ý định đi cướp bù sang đối phương. Sau đó anh ta lại tiếp tục nằm xuống, đi qua đang hơi trồn ở trong ván thi đấu này. Đi qua nằm xuống rồi. Nghĩa với việc là bây giờ cái thế snowball vào trong phần rừng của bên phía đối phương của J-Team nó sẽ bị chậm lại một nhịp. Tuy nhiên thì nên nhớ là Cherry vẫn đang rất xanh xao ở trong ván thi đấu này. Anh ta đang sở hữu một con Lee Sin 3-0. Và nếu như Cherry anh ta quyết định phát động tấn công thì J-Team vẫn có thể đánh được. Ở khu vực đường trên thì đo 128 ở thời điểm hiện tại mất trụ rồi, không còn trụ chống lưng cho anh ta. Nhưng nếu như có sự hỗ trợ của Cherry nữa thì đo 128 cũng sẽ sẵn sàng lao lên thôi. Tuy nhiên thì J-Team vẫn đang đánh rất chắc. Họ vẫn chờ đến khi mà DY xuất hiện lên trên bản đồ. Thì đó mới là lúc mà Cherry tiếp tục đánh sâu trong phần rừng của đối phương. Anh ta cướp đi 7 người đá. Ui, lại bước vào một trong cái bụi mà người bước vào trong bụi lại là xạ thủ nữa chứ. Nhưng anh ta có đồng hồ hưởng động, anh ta vẫn còn sống tốc biến để thoát đi. Tung ra một mũi tên xuyên phá rất chính xác, xích đau lại nằm trong tay của MethanOT. Rất đáng tiếc dành cho team Keso khi người ăn được cái xích đau đó không phải là Vekots hay là Josuke. Khá đáng tiếc. Dù là Josuke cũng có một tình huống thi đấu hay với việc sử dụng cái đồng hồ cát của mình outplay được cú câm lặng đến từ Garen tay của Fan và giúp cho anh ta có thể sống sót được câu giờ và lấy được mài hạ gục xích đau của Cherry ở bên kia. Bây giờ là con sĩ giả Khe Đức đang thuộc quyền kiểm soát bởi team Keso. Cherry bây giờ mới hồi sinh. Như vậy là team không có người đi rừng đây nhưng họ vẫn muốn lấy máu của bên phía đối phương. Và Andres bị dùng sát thương quá đau, người ta đã bay nằm. Và tiếp tục là đội hình của J-Team. Bây giờ họ sẽ tiếp tục đánh khi mà Cherry đang đến. Đo 128 có lao vào hay không? Câu trả lời là không. Một con Vi lên cho mình đó là tam hợp kiếm trước. Sức chống chịu của anh ta không phải là quá nhiều. Đội hình của anh ta đang bị chia lẻ ở hai cánh, hai bên mạng của sĩ giả. Nhưng ta vẫn một mình ăn sĩ giả, đó thực sự là quyết định không chính xác đến từ người chơi đi rừng của team Keso. Và tình huống rồi thậm chí là không cần người chơi đi rừng thì team J-Team vẫn có thể giữ lại được con sĩ giả. Người giữ lại sĩ giả cho họ là đo 128. Đo 128 có sứ giả. Và bây giờ nhiệm vụ của anh ta rất đơn giản, anh ta cứ đẩy lính của mình trên. Sau đó thì anh ta thả sứ giả nữa. Và anh ta lấy trụ trên. Kịch bản này diễn ra liên tục từ nãy tới giờ. Bị bắt. Andres có đồng hồ cát của mình. Ui. Và Cherry. Ui. Anh ta trước đó. Ui. Nhưng anh ta vẫn có thể hạ gục được Andres, người đi được bên phía đối phương. Có dây chuyền trục tội. Nhưng Cherry không nằm trong vùng của dây chuyền trục tội nên anh ta đã bay nằm. Và phía bên này thì Pan gỡ lại được thêm một mài hạ gục nữa. Đó là mài hạ gục của Joey Cax. Oh my. Tôi không ngờ rằng Cherry với một lượng máu vô cùng ít ỏi như vậy anh ta vẫn có thể cò quay cho đến khi anh ta gỡ lên một điểm hạ gục. Và bây giờ mất đi hai người, hai cánh của bên phía team Keso đều trống trại. Và nhiệm vụ của J-Team là đi băng trụ anh họ tấn công thẳng ở Vekots vì không có cách gì chạy được cả. Anh ta nằm xuống kéo án tử không chính xác. Berry đứng trước mặt đối phương như một lời thách thức rằng thách đấy kéo trúng xem nào. Pan trong thi đấu này anh ta sử dụng con Garen là sát thương. Anh ta lên búa tiến công, anh ta lên luôn cái rìu đen. Cú xoay kiếm người ta quang đá đây là Senna. Người ta đang bị bắt lại, đã phải mất đi tốc quyền từ vị trí của Berry. Người ta có một lượng giáp ảo được tạo ra. Và Berry vẫn đang có thể lùi được với cú đàn buộc chính xác của mình. Và Andres không may mắn như vậy, mặc dù đã bấm lồng đèn nhưng Andres vẫn phải lên bàn điểm số. Pan tiếp tục lùi vào vị trí của Metanod. Metanod cũng đã phải đi theo người đồng đội của mình. Bây giờ là Acolai. Acolai đang gặp nguy hiểm. Sóng âm được găm vào con lính. Cherry đang muốn tiếp cận vào vị trí của Acolai. Acolai quay trở ngược lại trả sát thương khi mà người đồng đội của anh ta về số tăng đến. Và có lẽ là thế tiến công của J-Team sẽ dừng lại ở đây. Trong khi đó thì Domo 28 tận dụng rất tốt khoảng trống ở nửa trên của bản đồ để có thể lấy trụ. Nên nhớ là thời điểm hiện tại Domo 28 vẫn chưa thả sứ giả Khe Nước. 12 phút 12.000 tiền chưa thả sứ giả Khe Nước. Đúng thật đó. Quá áp đảo của J-Team. Và nhìn cái cách mà Berry anh ta phản ứng khi mà cái mũi tên xuyên phá của Zui nó gần chạm vào người của anh ta và dứt điểm anh ta. Ở trong cái pha giao tranh vừa rồi, tay anh ta nó quá là nhanh. Đây là sự bất lực của MethanOT khi mà họ kéo đến tận 4 người nhưng không dứt điểm được bất kỳ ai trong pha thi đấu này cả. Berry rất bình tĩnh xử lý trong một phạm vi hẹp như thế này. Đây, anh ta gần như là bỏ chạy với một lượng máu, chắc là một máu. Con số đó chắc chắn là dưới 10 máu. DY thì làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ đó đi ăn mạng, chứ không phải là hỗ trợ đó của mình. Anh ta bỏ qua hoàn toàn việc là hỗ trợ Berry trong tình huống đó nha. Anh ta chỉ nhắm vào bên phía bên kia thôi. Và mặc dù là chơi đội hình nhiều đấu sĩ, Khoan đã tiếp tục pha lao vào với sóng âm của Cherry vô ánh cước. Và Vezos không có cách nào khác thoát đi cả. Vezos chưa hồi lại tốc biến. Ta một lần nữa phải nằm xuống ai từ đi kéo chính xác vào người của Berry. Berry đang bị tấn công. Thùng đủ nổ để quang đài để có thể giải vây. Berry đang cố gắng quẩy nhưng ta không quẩy được, sẽ tiếp tục là được bắn trúng. Metanos tiếp tục phải lên bàn điểm số với một chấm máu của mình. Ở phía bên này Don 128 bị kiệt sức. Sau đó anh ta vẫn tiến lên với ba người đồng đội khác.
lính đang bắt đầu chạm vào cái trụ siêu cấp ở khu vực đường giữa, đo 128 nên giờ là ta vẫn chưa thả còn siêu giả cây nước của mình. Và trụ siêu cấp ở khu vực đường giữa đã có dành cho J-Team. Lực lượng phòng thủ của team Kesoul quá mỏng trong và thi đấu này. Chỉ trong vòng 14 phút thi đấu, khoảng cách về tiền đã lên đến hơn 14.000 tiền. Như vậy là đo 128 đã thả siêu giả cây nước ở đầu đó rồi. Đã thả siêu giả cây nước, hồi nãy anh ta thả siêu giả cây nước bên trên. Đúng mà anh ta đang đẩy trụ thứ hai xong ta thả siêu giả cây nước trên luôn. Một mục tiêu lớn nữa sẽ dành cho J-Team ngay bây giờ mà thôi, đó sẽ là con rồng gió. Bây giờ không dám bước vào rừng nữa, rừng tối quá. Mỗi lần bước vào khu rừng tối như vậy thì bên phía team Kesoul lại bị ép một pha giao tranh mà họ chả có một cái lợi thế nào cả. Họ không hề có được lợi thế mặt tầm nhìn. Bên phía bên kia quét sạch toàn bộ mọi tầm nhìn của họ. Bây giờ là một tình huống di chuyển chủ động. Nhưng đi hoài, anh ta rất khác so với những hành vi của team Kesoul. Anh ta có một cái cảm quan thứ sáu gì đó. Và anh ta lách nhẹ mình trước khi bước vào cái bụi. Và đây một pha combo không thể nào đẹp hơn đến từ một con Ragas. Một pha quy chính xác nữa đến từ Lee Sin của Cherry. Và người nằm xuống lần này, nó sẽ là người chơi đường rừng từ bên phía team Kesoul. Andres nằm xuống. Metanod đi đâu đây? Metanod giặt nhà. Metanod lên bạc đếm số. Và team Kesoul chỉ còn lại 3 người. Bây giờ thì việc của J-Team rất đơn giản. Họ tấn công vào Baron. Và bây giờ team Kesoul tiến là phòng thủ Baron. Thì J-Team sẽ tiếp tục hạ gục những người khác. Và nếu như không ai ngăn cản thì họ sẽ ăn Baron. Cho Akash đang bị tấn công, mất quá nhiều máu. Trong khi đó bên phía bên kia thì Vezos bị dùng sát thương là đau hơn. Đã phải sử dụng đồ hộ cát để có thể lùi về được và thêm cả tốc biến nữa. Và đây là siêu bom địa ngục được quăng ra. Không trúng vào ai cả. 2-3. Như trốn không người vậy, J-Team né hết tất cả mọi chiêu từ bên phía bên kia. Chiêu cuối nó tung ra thùng đồ đi hoài, đã có thêm một mìm hạ gục nữa dành cho người chơi hỗ trợ của J-Team. Trận đấu này vậy không biết nói như thế nào nữa. Nó đang diễn ra theo chiều hướng là quá ao trình để từ vị trí của J-Team rồi. Team Kesoul họ đánh ván thi đấu này có vẻ như là họ đang bị chốc sân khấu. Họ hơi ngợp rồi. Đương kim vô địch của châu Âu. Thật ra họ là một trong những đội đánh sân khấu nhiều nhất á trước khi bước đến cái giải đấu này, bởi vì khu vực EU thì họ đánh offline khá là nhiều, bắt đầu từ playoff họ đánh offline và họ đánh sân khấu khá là nhiều. Nhưng mà rõ ràng là những gì họ đang thể hiện với J-Team là hết sức nhạt nhòa. 6 và 18 điểm hạ gục, lượng chênh lệch về tiền bây giờ không muốn đếm nữa, nó quá nhiều số rồi. Và những nỗ lực phòng thủ là rất yếu ớt đến từ team Kesoul. J-Team đã có được cả 3 đường siêu bom địa ngục quăng ra để có thể dọn lính, nhưng làm sao mà dọn hết được đợt lính này. Và một người đã phải lên bàn đếm số trong đội hình Kesoul, đó là Andres, tiếp tục lao vào. Đội hình của J-Team đang tàn sát đối thủ. Những đợt lính bắt đầu chạm trụ. Hai con ô tô có bùa lợi bằng tay Baron. Và J-Team sẽ phá hủy nhà chính của đối phương. Và vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0. Phải thi đấu quá dễ dàng. Chứ nó còn dễ hơn cả những cái trận đấu mà J-Team từng trải qua dành cho Cherry mà thôi. Bởi vì cái bệ tướng Cherry nó còn rất là nhiều. Với những người chơi đi rừng Trung Quốc thì ta có thể kể tên đến một vài con cơ bản như là Kha'Zix, rồi đôi đâu đó là có thể Ray nữa, đều là những vị tướng đi rừng khá là mạnh dành cho Cherry nếu như anh ta muốn đánh áp lực từ sớm. Nhưng không, anh ta quyết định là sẽ đánh trận đấu này nó lay game hơn một chút, và anh ta chọn cho mình là Zac. Lựa chọn tiếp theo từ bên phía J-Team liệu có phải là Sen hay không? Nếu như họ không biết Sen, tôi nghĩ là team Kesoul nên chọn Sen ở lựa chọn tiếp theo của mình. Đồng ý. Có lẽ là J-Team ở trong lượt lựa chọn này họ cũng sẽ hướng đến một lựa chọn nó match với lại cái đội hình của họ. Đây rồi, đó là Galio sẽ đi cặp với Senna ở khu vực đường rồng. Với hai sự lựa chọn đầu tiên đó là Senna cùng với Zac thì chắc chắn là J-Team họ cũng sẽ không quan tâm đội hình của đối thủ chơi gì đâu. Trong ván thi đấu này họ sẽ đánh một cái đội hình mà họ muốn chơi. Tôi nghĩ đó là ý đồ của J-Team ở trong ván này. Trong khi đó thì đối với team Kesoul họ đang suy nghĩ rất nhiều. Nếu như bây giờ họ không lấy Sen thì rất có thể là Sen sẽ bị cấm đi ở trong hai lượt cấm cuối cùng của J-Team. Còn họ không lấy, họ lấy Set. Set là một con tướng mà bị giảm sức mạnh là khá là nhiều á. Trước khi mà bước đến vậy cũng chết thế giới, tôi nhớ là có hai phiên bản liên tiếp mà Set bị giảm đi sức mạnh. Và thật ra mình đang suy nghĩ khá là nhiều những sự lựa chọn của cả hai bên. Đội hình của J-Team á, thật ra nếu như mà chọn Ragas vẫn là ok nha. Nhưng mà có lẽ như là bên phía J-Team họ muốn đánh chủ động xung quanh Cherry nhiều hơn, cho nên họ có thêm cái chiêu cuối xung giãn thế để bảo vệ Cherry là được. Nhưng mà bên phía kia tại sao lại chọn Set? Tôi nghĩ là nếu như lúc này họ chọn Ragas á, nó rất là ok luôn. Ragas là một con rất là hoàn hảo để đối diện với lại con Zac bên phía bên kia. Zac lao vào bạn có thùng đủ nổ, bạn đẩy ngược Zac về. Galio lao vào bạn cũng có thùng đủ nổ đẩy ngược về, hoặc là thậm chí kể cả là những tình huống lăn bụng thôi thì cũng ngắt đi cái bộ combo của những vị tướng này khá là hiệu quả. Set để xem nào, anh chàng sẽ đánh Set như thế nào. Zeke là vị tướng thứ tư mà bên phía team Kesoul cấm đi, trong khi đó J-Team họ cấm đi Darius.
Team Kenzo chọn cấm đi Zeke à? Trong khi đối phương đã lộ ra Senna và Galio. Team Kenzo đang nghĩ là đối phương có thể sử dụng Zeke ở khu vực đường giữa à? Giữa. Ừ, tôi thấy điều này hơi vô lý bởi vì chúng ta đã thấy con Zeke ở khu vực đường giữa nó vô hại như thế nào trong đội hình của Team Kenzo ở trong ván thi đấu thứ nhất rồi. Và rõ ràng là con Zeke ở đường giữa vẫn đang là một sự lựa chọn có lẽ là không tối ưu lắm dành cho tất cả các đội tuyển của chúng ta. Và Team Kenzo họ quyết định tự cấm đi con Sen. Wow. Hai lượt cấm cuối cùng đã gây ra nhiều dấu chấm hỏi đến Team Kenzo. Anh không làm để tôi tự làm. Để tôi tự té. Không cần xô để em tự té. Bên phía của Team Kenzo bây giờ lượng tướng đường trên. Bởi vì tôi rất khó hiểu một chuyện là họ đã cấm dây rồi. Là một con tướng đường trên đè đường, họ cấm luôn Camille rồi. Thì đồng nghĩa việc là họ sẽ đánh một cái con tướng gì đó nó mạnh ở đường trên. Và tôi nghĩ Sen là một cái sự lựa chọn hợp lý. Nhưng mà sau đó họ lại tự cấm đi Sen. Và bây giờ họ chọn Rayton. Rayton là con tướng có tỷ lệ chọn rất là thấp ở trong giải đấu của chúng ta tính thời điểm này. Bởi vì nhìn hơn Rayton còn có khá là nhiều con tướng khác. Revenge là một con tướng như vậy. Chúng ta thấy Revenge với Rayton bây giờ nó không phải là một kèo mà Revenge thua nữa rồi. Revenge là một con tướng thắng chức tướng so với Rayton ở thời điểm này. Rồi, đấy. Revenge đã xuất hiện trong đội hình của bên phía J-Team. Gì đấy và nhỉ? Họ có thêm cả Garen nữa. Garen này thì họ hoàn toàn có thể sử dụng ở khu vực giữa. Và hoặc là Revenge họ cũng có thể đem ra đường giữa luôn. Hai chất tướng này J-Team hoàn toàn có thể linh hoạt để có thể sử dụng. Trong khi đó đội hình của Team Kenzo thì Seth sẽ là quân bài hỗ trợ và Rayton sẽ quân bài đường trên. Tôi nghĩ là thậm chí là sự lựa chọn vào Rayton thì trong đội hình của Team Kenzo thì họ cũng tương đối rén. Lý do thứ nhất là đến lượt thứ tư thì họ mới lựa chọn quân bài này. Và thứ hai là con Rayton này chỉ được lựa chọn sau khi mà bên phía của Team Kenzo thấy J-Team cấm đi con Darius. Thì không biết là Acolyte có đủ tự tin quân bài này hay không. Một điểm sáng tức là cái tỷ lệ thắng với con Rayton này của Acolyte tại Horizon Cup 2021 á, nếu như ta nhắc lại thì cũng là khá cao. Tức là hơn 60%. Tuy nhiên từ đó đến nay đã là một khoảng thời gian rất là lâu rồi, meta thay đổi rất là nhiều rồi và cái phong độ của Acolyte thì không biết là cũng đã thay đổi như thế nào. Nhưng mà nếu như mà nói về mặt số liệu, anh Việt biết điều gì nó kỳ cục không? Họ tự cấm đi con tướng có tỷ lệ thắng 100%. Để họ chọn một con tướng có tỷ lệ thắng trên 60%. Wow, quá là logic mà. Một người về mặt toán học nhiều như tôi cũng không thể nào hiểu được. Revenge, như vậy là Revenge được giữa và Garen sẽ được sử dụng ở khu vực đường trên. Nếu như mà được tôi chọn, tôi thích Garen đường giữa hơn và Revenge đường trên. Nó sẽ là những gì mắc binh nhất với cái đội hình mà bên phía J-Team họ chọn. Thôi không sao, để xem là họ sẽ làm được những gì với những chất tướng của mình có. Và trong ván thi đấu này thì con Corki được xuất hiện ở trong đội hình của Team Kenzo. Nhưng sẽ không phải là ở khu vực giữa, mà đây là một con Corki sẽ thi đấu ở khu vực xạ thủ. Đối với meta giải đấu chúng ta thời điểm hiện tại thì sử dụng Corki ở vị trí xạ thủ thì có lẽ là tương đối phí. Tại vì Corki như đã nói là vị tướng xạ thủ hiếm hoi ở khu vực đường giữa mà có thể tận dụng tốt nhất của tiến công. Và khiến cho cái khả năng đẩy đường của con Corki này khi mà ở giai đoạn Scrapland, ở giai đoạn từ phút thứ tư trở đi á, nó là rất là tối ưu. Nhưng Team Kenzo lại quyết định sử dụng Corki này ở vị trí xạ thủ. Những sự lựa chọn cấm và chọn tương đối là gây ra nhiều dấu chấm hỏi đến Team Kenzo. Nhưng chúng ta cũng sẽ cầu chúc cho họ trong ván thi đấu này. Cầu chúc. Thì ít ra thì họ sẽ có lại được cái tinh thần của mình và chúng ta sẽ có một ván thi đấu hay hơn ván thi đấu thứ nhất. Chúng ta hy vọng là như vậy. Hồi nãy anh Việt dự đoán ai thắng nhỉ? Đương nhiên là J-Team rồi. Cũng sáng suốt đấy. Acolyte cùng với lại con Rayton của anh ta. Như đã nói thì tôi không đánh giá quá cao cái sức mạnh của Rayton vào thời điểm này nữa rồi. Khá là nhiều chất tướng để có thể đè đường được Rayton. Cả hai người chơi đường trên đều đánh và cầm cho mình những phép bổ trợ nó rất là phòng thủ. Họ đều cầm lá chắn cả. Cái đường giữa ông ta thấy một kèo thú vị hơn rất là nhiều. Thậm chí là cả hai con tướng nó mang thiên hướng nào đó, nó đôi phần sát thủ. Như là Revenge cùng với Akali cũng cầm cho mình là lá chắn. Trái tim họ đưa Revenge ở khu vực đường giữa để đối đầu với Akali. Sự lựa chọn tôi đánh giá là sáng suốt á. Đây là pha găng đầu tiên từ vị trí của Andres, mới chỉ có level 2 mà thôi. Andres vẫn tiến ra khu vực giữa để gây áp lực. Và đến thời điểm này thì anh ta không mất đi bất kỳ điều gì cả. Thậm chí là anh ta còn tự tin lên tam bộ kiếm vào đầu của Vejos, hất tung Vejos. Vejos còn gần một nửa lượng máu của mình thôi. Và cặp đôi đi rừng và đường giữa của trái tim mới là cặp đôi đang lãi máu thời điểm này. Và họ đang muốn truy đuổi vào cặp đôi rừng và đường giữa bên phía đối phương trong khi đó vừa đường trên. Có một tình huống làm choáng từ Acolyte. Và đầu 128 đang mất tương đối là nhiều máu. Anh ta làm câm lặng vào vị trí của Acolyte. Lượng máu của hàng chơi đường trên là ngang bằng nhau. Bây giờ thì Belry cũng đã di chuyển.
kết hợp với Cherry và Pan sẽ kiểm soát đi con cua kỳ cục này. Nó tuyệt đệ. Một khi đã ăn là ăn cả ngựa, cả team. Nhưng đó là một tình huống giữ lại cua thành công cho team Keso. Họ tiếp tục đánh nhau với đối phương. Đã có một điểm hạ gục dành cho Berry và đổi một điểm hạ gục ngược trở lại. Andres cũng nằm xuống, nhưng trước đó thì Andres cũng đã có một điểm hạ gục dành cho chính bản thân mình. Như vậy là Dom 128 đã phải nằm xuống. Còn Acolyte thì không. Một chút điểm sáng dành cho team Keso, nhất là ở khu vực đường trên của họ. Nhưng thời điểm này thì họ vẫn đang thua về màn hạ gục. Chúng ta cùng xem lại pha này. Pha này là pha trừng phạt lỗi đến từ vị trí Cherry, có lẽ là như vậy. Một cua của một ít máu thôi. Và đội đỏ đó là team Keso mới là đội tuyển giữ lại được cua trong pha này. Tuy nhiên thì cũng phải đánh giá Metanod ở trong ván này với con set của mình thì anh ta có một bước di chuyển cũng là khá chủ động, kết hợp cùng với người đi đường giữa của mình kiểm soát con cua. Nên là vậy, bởi vì chúng ta thấy rằng những đội tuyển Trung Quốc thật là cái điểm mạnh nhất của họ so với những đội khác là khả năng đọc map rất nhanh, và họ di chuyển theo cái thông tin mà họ có được nó cực kỳ nhanh, thậm chí là đến 1-2 phút trước khi mà chuyện đó nó đang diễn ra cơ. Đặc biệt là chúng ta có thể lấy một cái phép so sánh đơn giản là đội tuyển hạt giống số 1 Trung Quốc, Flux. Ta không bao giờ thấy người chơi hỗ trợ của anh ta ở đường cả. Anh ta luôn luôn là ở một nơi nào đó trên bản đồ và tạo ra một cái gì đó đột biến. Còn trong khi đó thì cái cách đi đường cơ bản của những người chơi hỗ trợ những đội tuyển khác, khu vực khác vẫn đang là bám lên khá là nhiều. Ở khu vực trên thì với việc là cô Lai không phải nằm lại và giao tranh đầu tiên thì ta đang hơn về mặt kinh nghiệm sau đối phương là Metanod. Ta muốn bắt lại ở vị trí của Berry, phải điều trả một cú ràng buộc là khá hay. Berry đang bị kiệt sức, Berry mất tốc biến của mình rồi, ta còn một chấm on, ta đang phải lùi lại và đi ngoài hỗ trợ thành công cho người chơi xạ thủ của mình có thể lùi về trụ an toàn. Khá đáng tiếc, Metanod anh ta còn một tí nữa thôi là anh ta lên cấp độ 5, và nếu như anh ta có cấp độ 5 trong tình huống đó thì chắc chắn là Berry đã phải nằm rồi, nhưng mà không. Một tí là một tí và anh ta vẫn chưa thể dứt điểm được người chơi xạ thủ bên phía của J-Team. Ban khu vực giữa đây, kêu đánh này không có gì quá khó khăn cho anh ta cả. Tôi đã nói là con Garen tôi vẫn còn thấy thích hơn là con ác ít ra là đối đầu về mặt cơ bản á. Garen tôi nghĩ là nó sẽ dễ thở hơn cho Akali. Đúng là như vậy, tuy nhiên J-Team họ chia đường cũng là rất hay. Đưa Garen khu vực trên đối đầu với Đế Tông cũng là một sự lựa chọn khá là sáng suốt. Đối với cái kèo này thì Đế Tông sẽ phải đánh rất là khéo, bởi vì nên nhớ là Garen có sự tự hồi phục đến từ cái nội tại của mình được. Do đó là nếu như trao đổi chiêu thức mà lỗi thôi thì Đế Tông chắc chắn sẽ là người lỗi máu hơn so với Garen. Đế Tông chỉ có duy nhất một chiêu thức hồi máu là cái vũ điệu cá sấu, chứ không phải là khả năng hồi máu liên tục theo nội tại như là Garen. Đó là khả năng trụ đường của Garen đến từ Dom 128 tốt hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì Riven của mình giữa là một con bài rất là cơ động và đem Riven ra để đối chọi lại với một con bài cơ động không kém của bên phía đối phương. Và Kali là sự lựa chọn khá sáng suốt. Đã sống âm là chúng đến từ Andres thì không dám lao vào. Quá nhiều người của J-Team đang có mặt ở đây. J-Team vẫn đang rất trung thành với cái đội hình 4 đấu sĩ của họ. Và về mặt scale lay thì khoảng thời gian ban đầu họ vẫn không ngần ngại đánh bất chấp một pha giao tranh nào cả. Thời điểm này thì team Keso cũng đã có những sự khác biệt so với ván đấu đầu tiên. Ván đấu đầu tiên họ đánh cái kiểu là cá nằm trên thớt, đối phương đến đâu họ mới bắt đầu kéo người ra để có thể phản ứng lại. Nhưng đây là những bước di chuyển tôi đánh giá cao, họ đã bắt đầu chủ động hơn, di chuyển rừng cùng với hỗ trợ của mình linh hoạt hơn một chút để tạo ra những cái thế đánh thuận lợi hơn dành cho họ. Nhưng liệu nó có chính xác không? Đây, bế được một người về, người đó là một trong những người trâu nhất trong team của J-Team, đó là con Garen. Anh ta chém phát chém của mình vẫn chưa yên được bất kỳ ai cả, nhưng sau đó pha lướt lên không khác gì từ xe của xạ thủ đến từ team Keso đã phải trả một cái giá khá đắt. Anh ta đã phải nằm xuống rồi. Trời, các lướt lên với thảm lửa trong pha thi đấu này. Tuy nhiên dù sao anh ta cũng đã đem về được hàng gục, đó là mạng gục người chơi đi đầu bên phía đối phương. Metanod đang bị tấn công, đây sử dụng vũ khí công chúng của ai cả trong đó. Berry bắn gục được Andres phía bên kia, khả năng bắn của Berry vẫn là quá kinh khủng và đi qua cũng đã có được mạng hạ gục của mình. Rất quyết đoán, một pha băng trụ rất quyết đoán. Bạn nghĩ rằng bạn đứng dưới trụ là an toàn sao? Không, người Trung Quốc không nghĩ như vậy. Và ngay lập tức họ băng trụ để có thêm 2 điểm mà gục nữa cho mình. 3 con mắt cắm xung quanh sẽ dạng hay nước. Một cái bước kiểm soát về tầm nhìn nó quá tốt đến từ hàng giống số 4 của khu vực WIL. Và như vậy là J-Team đã có được cái trụ đầu tiên trong ván thi đấu này. Và nên nhớ thời điểm hiện tại thì sứ giả khai nước vẫn chưa được kiểm soát với bất kỳ đội tuyển nào cả. Và bây giờ thì J-Team với cái lợi thế của họ, họ có thể kiểm soát ở 2 con sứ giả khai nước, thậm chí là ăn luôn mục tiêu này và sau đó sẽ có thêm được một trụ nữa. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này. Pha giao tranh mà Metanod cũng đã rất chủ động bế ngược một người về, và sau đó là một cái thảm lửa đến từ chơi xạ thủ của họ, Joey Cax nữa. Một tình huống mà Joey Cax đã không có sự liên lạc tốt với những người đồng đội của mình. Tuy nhiên thì
dù sao thì anh ta cũng đã có được màn hạ gục của người đi đường bên phía đối phương và khiến cho trái tim cũng không thể kiểm soát được mục tiêu lớn một cách dễ dàng. Đây là Cherry, anh ta bị đá ngược lộn, cướp ngược trở lại, nhưng sau đó anh ta nhảy vào người của Metanod và có được một màn hạ gục. Đó là một pha đánh nó ở hai cái khu vực khác nhau. Và trong tình huống đó thì Team Castle có vẻ như là đã mất đi cái sự liên lạc với nhau và không biết là nên chọn mục tiêu nào để tấn công hiệu quả nhất. Đi quay vẫn còn sống ở đây, lao lên với con Akali với khó liệu cái chiếc điểm bất kỳ ai không, anh ta vẫn chưa chiếc điểm bất kỳ ai cả. Kinh lực được tung ra giúp cho anh ta còn sống một chút xíu mà thôi. Bàn cuối cùng cũng đã phải nằm vì không còn đang lượn lách ở trong cái bóng khói của mình, nhưng sau đó cũng không quá lâu anh ta cũng đã phải nằm. Đo 128, anh ta phân vân rất lâu, anh ta lựa chọn rất lâu, không biết mục tiêu nào là mục tiêu mình nên cắm cái kiếm vào đầu. Và nó khiến anh ta không có được màn hạ gục nào trong hai thi đấu này cả. Mà kỹ luôn. Nhưng đây, đo 128 anh ta vẫn đang rất trâu, anh ta bị song đúng chưởng ngược trở lại, không mất bao nhiêu máu đến từ đo 128 cả. Anh ta vẫn đang là dàn trước vô cùng vững chãi dành cho xây team để tiếp tục giải quyết đợt lính này và ép vào mục tiêu lớn. Bây giờ là con rồng đang thuộc về kiểm soát bởi phía của J Team đã có những cú ping vào hàng sứ giả khe nứt đến từ Team Keso. Có lẽ họ sẽ phải đổi mục tiêu ở trong pha này mà thôi. Con rồng chắc chắn vẫn sẽ nằm trong tay của J Team và đội hình của Team Keso vào lúc này. Tôi nghĩ là pha tốc biến nó khá là nhanh đấy, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Team Keso họ đánh rất là chủ động nha. Họ biết là đối thủ sẽ hướng đến hàng sứ giả cái nước họ tổ chức bắt. Đo 128 đang quá trâu trong pha này, thậm chí là pha tốc biến lên bế ngược pan về. Đó là vị trí của Metano, thảm lửa được trải ra ngăn cách đội hình của J Team và Team Keso đánh rất tốt trong pha này. Andres còn một chấm máu nhưng ta vẫn có thể lùi về được và sứ giả cái nước đã thuộc về cho Metano. Metano đã giành lại được mục tiêu lớn dành cho Team Keso. Nhưng một cái nhân rất to là con rắc Cherry gọn đến tận hai trụ. Anh ta lấy luôn được trụ thứ hai của đối phương trong khi cái hành vi của Team Keso cùng lắm là gỡ được một trụ. Khoan đã, nếu như họ chì chạc lâu hơn một chút thì biết đâu đó họ có thể lấy được trụ hai đường giữa. Nhưng không, khu vực đường trên này có một pha đánh nhau và họ cần có người backup ở đây. Đi ngoài đã lấy được thêm một điểm hạ gục nữa. Anh ta đang rampage ở trong trận đấu này, cái gì vậy? Hỗ trợ của J Team đang ăn được điểm hạ gục thứ tư rồi. Nhưng khoan, pha này quá đơn độc, họ chỉ còn hai người, trong khi đó Team Keso đến với đủ ba người của họ. Ok, anh ta làm tốt nhiệm vụ shutdown thành công được. Đi ngoài bên phía bên kia đem một lượng tiền lớn cho con Cocky của anh ta. Dracax cùng với Berry tranh nhau những quả hồi phục và cuối cùng là mỗi bên chia nhau một bên hai quả, một bên một quả thì phải, nhưng chừng đó lượng máu là đủ cho Dracax có thể trụ lại được trong giao tranh để anh ta tiếp tục bắn và chờ đợi những người đồng đội của anh ta đến và tiếp tục có được những màn hạ gục. Vậy có thể nói là trong vài thi đấu này thì mặc dù là vẫn đang thua tiền và vẫn đang hơi thua về lượng trụ, vẫn thua về thế, tuy nhiên dù sao thì Team Keso cũng đang có một ván thi đấu gọi là khởi sắc hơn so với ván thi đấu thứ nhất. Tạm gọi là như vậy. Cho dù thua 5.000 tiền ở phút thứ 9 nó không phải là một cái viễn cảnh gì đó nó tốt đẹp, nhưng mà nó đỡ hơn là thua 13.000 tiền ở phút thứ 13. Và đồng ý là cho dù họ thua tiền đối phương khá là nhiều á, nhưng mà lượng tiền này nó đến chủ yếu từ lượng trụ họ mất đi. Và quan trọng hết là xạ thủ của họ, người lãnh nhiệm vụ quan trọng nhất, Dildan, vẫn đang xanh 3-1-3 về KDA và đã có được hai món chí mạng rồi. Thế nhưng mà người đi rừng của họ lại không xanh đến như vậy. Andres đang có KDA khá tệ, 1-4-2 và anh ta đang có quá ít lượng tiền và thua cả kinh nghiệm so với người đi rừng bên kia. Vì vậy rất khó cho Team Keso có thể tranh chấp được mục tiêu một cách sòng phẳng so với J Team. Đặc biệt là J Team đang có được sự chủ động của mình ở đây. Họ đang muốn ép vào trụ và nỗ lực phòng thủ của Petros cùng với Joey Caps không giúp cho họ có thể giữ được lại trụ. Nhưng Andres cùng với lại hai người khác đang muốn làm điều gì đây? Họ đang muốn bắt đội hình của đối phương sống âm được gần chính xác. Joey Caps đang lên bắt đầu bắn, nhưng đó là quyết định tại sai. Sao ngay lập tức Joey Caps bốc hơi và thêm cả một người đồng đội của anh ta, đó là Metanod nữa. Một quyết định rõ ràng là rất sai lầm đến từ Team Keso. Các thành viên của họ không có được sự liên lạc quá mạnh mẽ ở đây. Andres đang bị truy đuổi bởi Cherry, làm choáng thành công và Cherry thiêu đốt, sau đó lạnh lùng bỏ đi nhưng nhận ra nhưng không yên tâm với pha thiêu đốt đó của mình. Trừng phạt đỏ trừng phạt đỏ một người đối phương, lạnh lùng quay lưng bỏ đi và không yên tâm lắm, sau đó quyết định là quay lại nhìn thêm cái nồi cho chắc. Nhưng mà rõ ràng thì ta thấy là đội hình 4 đấu sĩ chưa cần đến 12 phút họ cũng đã đủ đồ để đè nát toàn bộ Team Keso. Nó quá đơn giản. Xạ thủ Kim Keso đã có rất nhiều bước xử lý sai lầm ở trong cái trận đấu này dù anh ta rất là xanh. Đầu tiên là cái pha khu vực trên, pha anh ta lướt thẳng vào trụ đối phương. Vừa rồi một tình huống mà anh ta đứng sát cái bụi cỏ hoàn toàn không có tầm nhìn. Đây là một cái lỗi cơ bản của Team Keso họ đã mắc phải liên tục ở trong cái cặp trận này.
Trận 1 cũng mắc rất là nhiều lần và bây giờ họ cũng lại mắc lại thêm một lần nữa. Và liên tiếp những bước quan game. Chúng ta cùng xem lại pha quan game này. Lướt thẳng lên bắn đội hình phía đối phương ngay lập tức bốc hơi luôn. Và sau khi mất đi xạ thủ thì rất đơn giản, đội hình của Team Keso chỉ còn cách tan vỡ mà thôi. Thậm chí là Andres ta chọn một cái đường đi vô cùng trắc trở ở đây nữa, khiến cho ta không thể về được. Ôi chà, đi qua có một pha sử dụng kỹ năng cá nhân tốc biến và kết hợp wow. Các cú đấm công lý rất hay, 90 độ. Và Metanod là mà hạ gục dành cho J-Team. Andres đang muốn làm điều gì đó, anh ta quá đơn độc đã phải tốc biến đi. Một người khác cũng đang rất đơn độc ở đây, đó ở vị trí của Vezos. Đội hình của Team Keso thi đấu quá rời rạc ở trong màn này. Vezos đang phải bỏ chạy và Domo 28 đang truy đuổi ở vị trí của anh ta. Trong khi đó thì ba người đồng đội của Vezos đang quá tấp máu và đã phải lùi về thềm bề đá cổ để có thể hồi phục. À, công việc của Đo rất đơn giản thôi, ngăn cho đối phương không biến về nhà. Cái dí cho bên kia đến chừng nào mà bên khó chuyện cảm thấy mệt mỏi. À, trúng tìm mà. Vui đấy. Để xem nào. Không tìm rồi. Rồi, không tìm được, không tìm được đâu. Đâu không tìm. À, lại tìm được, rồi. À, lại tìm được rồi. Lại trốn một bông khói. Thì truy đuổi bắt này có vẻ hấp dẫn hơn những gì mà trên màn hình lớn chúng ta đang xem. Vẫn chưa kết thúc. Vẫn đang còn quay được. Về hôm vẫn đang chạy được nha. Anh ta có hàng hồi phục, anh ta có về được với những người đồng đội không? Có vẻ như là không. Barry có mặt ở đằng sau lưng và đã dứt điểm được thành công. Because rất khó chịu. Rồi, trò chơi vòng quanh sô-cô-la bây giờ kết thúc. Vezos đã bị hạ gục và JT bây giờ họ hơn người. Họ có lẽ sẽ tiếp tục đánh ép lên nửa trên bản đồ để có thể lấy thế để kiểm soát con Baron này. Đo 128 đã có mặt ở đây. Trước hết là phải giải quyết được lính đã. DY cùng với Barry cũng đang đến. Barry lẫn vào màn xương và đã ép cho Joey Cat phải lướt về những người đồng đội của mình. Và Joey Caps có lẽ sẽ an toàn ở trong pha này. Joey Caps chưa có gói hàng, anh ta sẽ cần phải có cái gói hàng của mình thì lúc đó Team Keso mới có thể đánh giao tranh sòng phẳng với J-Team được. Chúng ta đang cảm thấy rằng đội hình nhiều đấu sĩ với Zack là con tướng gây sát thương chủ lực, nó vẫn là một cái gì đó nó thực sự là mạnh. Ở meta trước đây ở Holders Cup năm ngoái thì cũng chính với cái đội hình này Darkwing Gaming đã làm lên kỳ tích khi mà đã vô địch giải đấu Holders Cup vào năm ngoái cùng với một giác rất khủng khiếp của 13. Rồi, tiếp tục là những pha kiểm soát mục tiêu từ cả hai bên. Và con giác của Cherry một mình ăn rồng ở dưới của bản đồ và ta quá đơn giản đem về con rồng gió dành cho đội tuyển của mình. Thời điểm này thì gần như có thể nói là tất cả thế chủ động đang thuộc về cho bên phía của J-Team rồi. Nhưng Keso họ mất tất cả trụ ngoài của họ, bây giờ họ chỉ còn các trụ siêu cấp mà thôi. Bây giờ những gì họ làm là chỉ có thể co cụm lại phòng thủ ở trong khu vực nhà của họ. Có một con mắt được cắm ở trong khu vực hang Baron. Nhưng mà bây giờ nếu như những con mắt đỏ này bị quét hết đi thì gần như là Team Keso sẽ mù tầm nhìn ở trên toàn bản đồ. Và thậm chí là J-Team muốn đánh ở đây và làm choáng được hai người. Andres chỉ còn một nửa lượng máu, anh ta lùi về hắc ám soi rọi được tung ra. Barry vẫn đang có thể bắn rất thoải mái từ phía sau. Vezos đang muốn băng và tìm vào vị trí của Barry, sử dụng sát chiêu hoàn hảo của mình. Nhưng Vezos đang bị tấn công, anh ta bị câm lặng, ta mất đi luôn cả đồng hồ cát của mình. Trong khi đó thì Acolyte có thực cả sâu nhưng anh ta cũng chỉ đánh lùi ở đây mà thôi. Và sóng ầm kiểm soát từ vị trí của Andres. Andres lao ra vô cương không dứt điểm được ai cả, mà anh ta mới là người phải bỏ mạng lại. Barry đã phải sử dụng tốc biến và Joey Cards đang bị dồn sát thương ở đây. Thậm chí là Acolyte cũng đã phải mất đi tốc biến. Những pha liên tiếp trao đổi về phép bổ trợ và chiêu thức, và J-Team vẫn luôn là đội tuyển có lợi. Không mất bất kỳ một ai cả ở trong cái pha giao tranh vừa rồi. Barry một lượng máu ít ỏi thôi, chúng ta vẫn được đồng đội hỗ trợ đủ để có thể lui về một cách an toàn. Một cái điều nữa rất kém ở trong đội hình của Team Keso khi họ chọn con Akali này là con Akali một đội hình 4 đấu sĩ, bạn chỉ có đúng một người duy nhất mà bạn có thể dứt điểm thôi, đó là con Senna. Con Senna ở trong cái đội hình này thật ra cái nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là hồi máu liên tục, búp cháp cho đồng đội biết chiêu cuối, thế là xong. Thậm chí cho dù anh ta có nằm xuống nữa tôi cũng không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng lắm 4 con đấu sĩ còn lại khi mà anh ta tung ra chiêu cuối của mình rồi. Và thậm chí là sát thương đến từ con Akali trong tay Vezos trong ván này là không quá nhiều nữa. Rõ ràng là lượng đồ của anh ta chưa có quá nhiều, anh ta mới chỉ có 2 món đồ lớn thôi. Chúng ta thấy là mặc dù anh ta cũng đã sử dụng đến cái sát chiêu hoàn hảo lần thứ hai của mình để dồn đào vị trí của Barry, nhưng Barry mất ít máu. Và đây là Bro 128 đang bị dồn sát thương. Bro 128 rất trâu, ngược lại Metanod đang phải bỏ chạy trong tình huống này. Qua tập màu, Metanod với con set này đang tương đối yếu ớt. Anh ta mới chỉ có cho mình level 11 mà thôi. Trong khi đó thì đội hình J-Team toàn là 13, 14 hết rồi. Quá khó, không có tầm nhìn mà xung quanh khu vực Baron. Làm sao các thành viên Team Keso có thể có thông tin và bước ra tranh chấp con Baron này đây. Họ đang cố gắng kiểm tra từng cái bụi một, cắm được một con mắt.
và không làm gì được thêm cả. Đang cố gắng bắt được một người về. Lại một lần nữa họ bắt một người rất trâu, đó là con Galio. Và quay ngược trở lại, Ang Song và Don tiếp tục đánh nhau. Đó là quyết định của J-Team. Unstoppable dành cho Cherry. Anh ta gõ bất kỳ ai, chỉ tốn khoảng 3 cái là người đó nằm. Thậm chí là Galio trong tay của DY, sát thương của ta cũng rất to đằng khác. Yuka sâu mắc kẹn ở đây, không thể nào sống được quá lâu. Dominating dành cho Cherry với con Zack của mình. Và họ sẽ chấm dứt trận đấu chỉ sau 17 phút thi đấu mà thôi. Và chắc chắn là như vậy rồi, nhà chính sẽ nổ thôi. 2-0 dành cho J-Team. Ván thi đấu cũng vẫn dễ dàng, mặc dù là khó hơn ván thi đấu thứ nhất một chút. Tuy nhiên thì vẫn là một ván thi đấu dễ dàng dành cho J-Team. Và rất khó dành cho Vejos trong tình huống thi đấu cuối cùng. Mặc dù là anh ta cũng đã rất nỗ lực để có thể hạ gục được Barry, team ở vị trí của Barry. Sau đó thì anh ta phóng thứ tiêu, anh lại trượt. Và anh ta bị Barry bắn chết. Rõ ràng là giai đoạn đó thì không còn cửa nào để bật dành cho các thành viên của team Keso được. Họ hoàn toàn thua về lượng đồ, về lượng tiền so với các thành viên của bên phía J-Team. Giao tranh tổng thuộc về cho J-Team hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Mà trong bảng đấu này thì tôi nghĩ rằng team Keso họ cũng không cần gì phải buồn cả. Bởi vì đây thực sự là một trong những đại diện mạnh nhất ở trong bảng đấu của họ rồi. Và họ thua trận này coi như là rút ra một cái bài học kinh nghiệm dành cho họ. Mà thôi, con đường phía trước nó vẫn còn khá là dài. Ở vòng 7 chúng ta có 4 đội, thua 1 đội, lấy 2 đội đi tiếp.